Cơm lam có khác gì xôi đút ống tre đâu mà khen là ngon. Kinh khẩu lam nó Pinọ ơi. Cá nhân mình thấy thì nó có khác nha, và ăn ngon hơn xôi là cái chắc. Để mà làm được cơm lam ngon nhất thì mình nên làm bằng cây tre gai non. Những loại tre khác khi bóc ra cơm sẽ không có màng, hoặc khi tre mỏng quá thì cơm chưa kịp chín đã cháy rồi. Hôm nay mình sẽ làm cơm màu tím và cơm màu xanh lam được nhuộm màu từ lá cẩm tím. Sau khi ngâm gạo được khoảng 1 tiếng mình sẽ cho gạo vào ống, nếu ngâm lâu quá thì cơm sẽ dễ bị nhão. Khi đút gạo vào ống cần phải dỗ ống lam xuống đất để gạo được nén chặt. Có như vậy thì cơm mới dẻo và dền. Đổ nước ngập ống và nút lá chuối khô vào đầu là có thể đem cơm đi nướng rồi. Nhiều nơi làm bán thì người ta sẽ hấp chứ không nướng, mà ăn thì không thể ngon như nướng được. Lam nướng ăn sẽ dẻo và thơm ngọt vị của tre. Nướng khoảng 30 phút thì cơm lam sẽ chín. Cần khéo léo dóc và vót cho tới khi vỏ thật mỏng. Một ống lam ngon là khi bóc ra vẫn còn giữ nguyên màng tre, cơm rất chặt và dẻo thơm mùi ống tre nướng. Có bạn nào được ăn cơm lam nướng chưa? Thấy nó có ngon hơn xôi không?